Đại Thừa Chân Giáo, chương thứ ba. Ấn chứng thiêng liêng. Danh hiệu của những đạo hữu có lãnh thọ chân truyền tu theo phái Vô Vi Tam Thanh đã chứng quả vị và có giáng đàn từ năm Bính Dần 1926 đến năm Canh Dần 1950. Đàn ngày 15 tháng 8 năm Bính Tý 1936. Đàn ra kinh Đại Thừa Chân Giáo. Thi: Giác ngộ đơn thân, luyện pháp màu, bửu đài an hưởng, thể dài lâu. Nương chân bước thẳng đàn tiên Phật, nương bóng từ bi tránh bề dâu. Chào chư đạo tâm nam nữ lưỡng phái. Trường Thiên: Chàng đời tầm đạo thoát thân, nhảy ra cho khỏi lưới trần bao vây. Gầm suy cơ tạo dần xây, người đời sông đo thác đây mấy hồi. Ưa gì những bà tanh hôi, lợi danh vốn thiệt miếng mồi quỷ câu. Trần gian mây tham chịu sầu, không lo nhảy tranh cái bầu tan thương. Tập thành đạo đức làm gương, phủi mùi thế tục tâm đường quang minh. Đời người mộng ảo phù sinh, chắc chi an lạc chung mình bên mê. Biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ giữa kề bầy hang. Trước ta cùng ở thế gian, cùng mê cùng mệt cũng lòng chuồng ưa. Đến sau thức tình bỏ chừa, an vui cùng đạo sớm trưa tu hành. Mùi đời đã biết hôi tanh, thì đâu có giật có dành làm chi. Học câu bác ấy từ bi, giữ tâm thanh tịnh vô vi rất nhàn. Luyện đơn nấu thuốc tiền ban, chí tâm trao tánh vững vàng chính ươm. Đợi làm dùng mau núi gươm, mưa dầu nắng lửa hòa chúng tràn đồng. Chỉ bằng phổi sạch bụi hồng, ngoài vòng cương tỏa tâm không mới màu. Mò trăng chi đai nước sâu, sắc màu hình tướng có đâu vững vàng. Cảnh tiên chi xiết là nhàn, phồng hoa náo nhiệt cây rộn ràng mừng lo. Miệng đời mặt ấm ăn no, gia thế đại tự lo cho đủ đầy. Luyến trần phải chịu đắng cay, sừng lòng biên kiếp lôi cày kéo xe.
thì sẽ loan đầy thẳng đến đàn tiên mừng hội tam thanh chuyên đạo quyền. Kinh bao một phó đầy nghĩa lý ắt là nhân loại đứng ngồi yên. Tôi xin cứu chư đạo tâm nam nữ thăng. Đàn ngày mùng 2 tháng 9, Bính Tý 1936, thi. Bạch ngọc đổ rền, tình giấc mê, bửu linh luyện đắc, cảnh tiên cày. Tiên ban thú lạ vui khôn xiết, nương bóng cao đài ngoài cõi quê. Chào chư hiền đạo tâm, thi. Ngã tu thành đạo trọn lòng tính, khuya sớm siêng năng tập sửa mình. Bốn bụi công phu không mòn chi, quyết lòng thoát khỏi kiếp phồn sinh. Trường Thiên. Sinh ra từ bé đến già, biết bao nông nỗi thiết tha khổ nàn. Chưa giờ nào đặng rành rang, trí tâm lo lắng liệu toan suốt đời. Khổ thay cơ tạo đối dời, đọa đài nhân vật không rời dây oan. Thấy vậy lòng luôn thở than, quanh năm mạng tháng đã mang nợ đời. Vùi chôn trí não buông trôi, nỗi lo quả báo luân hồi kiếp sau. Thiệt là biển khổ lao sao, trăm ngàn nhân loại lộn nhau hợp bơi. Thầm than trộm trách với trời, sống mang kiếp đọa nợ đời lắm ru. Dục lòng mến đạo tầm tu, hầu sao thoát khỏi ngục tù thế gian. Lập thân luyện kỳ đạo vàng, mùi đời ta đã trả màn sướng vui. Gỡ xong cuộn chỉ rối nồi, đoạn dây oan nghiệt diệt tiêu lòng phàm. Đời ta còn chẳng mến ham, không ưa sang cả không làm bất minh. Theo thầy giữ trọn đức tin, nên chỉ mới đặng hồn linh được về. Nhớ thầy điểm qua tánh mê, giải oan kiếp đọa giữa cày đào nguyên. Dòm đời ta lúng than phiền, cả lầm nên phải đau quyền khổ tâm.
tu mà tinh than kể năm, chớ không nỗ lực tận tâm dối mài. Từ trong cho chí bề ngoài, nên gương đức hạnh nên tài đạo thông. Khổ là tập tánh không không, nhưng mà phải ráng làm xong gỡ lần. Nặng nề mang một mảnh thân, khác chỉ như thể núi dằn chân trên. Thì trên cõi thần tiên có những gì? Những lòng đạo đức tánh từ bi, những độ bưu bối thành cao thượng, những hạnh hoàn toàn hiệp nhất quy. Đạo màu bao trầm biết hay không, đạo đức lưu hành suốt lẻ thông. Đạo mắt mỏ thai tầm kim mãi, đạo đâu rẻ rúng tở hàng bông. Tu hành lừa lọc bạc riêng, chỉ ngọc bao đặng tường có mấy khi. Gặp đặng thần tiên khuyên nhủ ráng, vàng mời chớ để lần vàng si. Ngã chào chư đạo tâm ngã chiếu. Đàn ngày 14-15 tháng 11 Kỷ Sửu năm 1950. Thi cao minh thượng phạt rất công bình, đài đạo độ người biết kình tinh. Giáo hóa tâm kinh truyền bí pháp, chủ tâm phanh luyện kiên châu minh. Thầy mừng các con nam nữ, thầy miễn lễ các con tịnh tâm nghe thầy dạy. Đạo thầy tuy khó nhưng cũng có chỗ dễ. Sự dễ hay khó là do nơi người học đạo hiểu hay chẳng hiểu chỗ chánh lý mà thôi. Thầy hay độ những kẻ có lòng thành biết trọng đạo kính thầy. Một tiết cầm không dời đổi, hằng giữ câu chánh kỷ quá nhân, chẳng tham danh luyến lợi. Thầy thấy phần đông trong hàng môn đệ còn lầm tưởng, mà tranh cao luận thấp với nhau về chỗ tu tiên, tu Phật. Vậy thầy giải thích cho các con rõ. Ở vào thời kỳ hạ nguân này, chính mình, thầy lãnh phần thống chưởng quyền hành của tam giáo là Phật, Thánh, Tiên, giữa hội, công đồng. Bởi vậy tu theo đạo thầy, ai có duyên Phật thì đắc Phật, ai có căn tiên thì thành tiên, cũng có kẻ chứng quả vị thánh hiền hoặc chuyển kiếp luân hồi, đặng thọ hưởng vinh hoa phú quý. Bởi vậy cho nên mới gọi rằng đại đạo quy nguyên hay là đại đồng tôn giáo. Đàn nay thầy ân phong cho lưu vào hàng hậu bát tiên, chứng vị là Bích Vân Tiên Cô, thế cho Hà Tiên Cô thăng cấp. Vậy các con tiếp cầu thầy thượng ỷ. Phần thi. Bích Thủy Châu Lưu chiếu rạng ngời,
dân nghe vẫn tại khắp cùng nơi. Tiếng đơn độ thế cơn nguy biến, cô độc tâm kinh rõ màn trời. Trời đất chuyển xây tạo thế trần, bốn mùa tám tiết cứ vận lân. Hạ đồ luyện đẳng trường xuân thọ, đắc nhất dương gian đạo tôi cần. Cần mẫn lo tu luyện kiếp này, đắc thành mới rõ hội rộng mây. Nón tiên khiền hưng nhuần ấn cả, đồng thanh tiêu diêu gọi đức thầy. Thầy dạy năm xưa tác để lòng, tu hành nên luyện tánh không không. Trao tâm bất nhiễm điều trần tục, đoạn dứt ý phàm đắc lục thông. Mừng chư hiền huynh, chư hiền tỷ cùng chư hiền hữu nổi đàn. Từ ngày nở mãn số trần, căn tiên phục vị đến nay, tôi hằng thừa lúc nhàn thanh ngao du khắp cả non tiên động thánh. Nay tôi mới rõ lại cõi trần đen tối lạnh lùng nặng nề trọng trược, sánh với non tiên muôn phần khác hẳn. Nào là thú non nhân nước trí, dị thảo kỳ hoa, bốn mùa thoải khí đầm ấm êm đềm thanh tịnh. Người thì muôn tuổi chẳng thay hình, còn cảnh vật lại ngàn năm không đổi sắc. Thật cảnh tục người tiên không thể trú, còn cảnh tiên người tục dễ chí gần. Sanh ra kiếp con người ở trần gian chẳng khác nào như sương sa ở ngọn cỏ, như tuyết đóng ở đầu non, chỉ rã tan trong giây lát, mà kẻ thế chẳng mấy ai nghĩ đến chỗ đó mà giật mình hồi tâm tự tỉnh, hầu có tầm phương tu luyện để giải thoát kiếp phù sanh sớm nở tối tàn. Cứ mãn lo chen lấn phú cường, mua dinh bán nhục, đoạt lợi tranh danh, mà đành chôn lấp tinh thần vào nơi tử lộ. Tôi buổi sanh tiền nhờ có duyên lành sớm gặp thầy gặp đạo, là nhờ có trọn đủ đức tin thủy chung không dời đổi, nên ngày nay mới đặng chứng quả vị nhàn. Thật chẳng uổng cho một kiếp tu trải biết bao nỗi đắng cay buồn tủi. Thi tu hành trước khổ mới sao vui, nhận tâm kiên tâm nếm đủ mùi, hết đắng hết cay rồi tới ngọt, đảo màu thâm thủy tới giờ lui. Trường Thiên. Thừa ưa gió mát trăng thanh, mây lành đỡ gót dạo quanh đồng tiền. Phúc đầu ngọc sắc ban truyền, phụng thừa thanh chỉ đang tiền gián lai.
trường thiên thảo luận một bài, để làm kỷ niệm nhân ngày ân phong. Cao đài giáo chủ tiên ông, hoằng khai đại đạo ân hồng vạn linh. Truyền phương khử ám hồi minh, chân ngôn diệu khuyết tâm kinh chỉ truyền. Cho người rõ thấu bổn nguyên, tầm tu tác Phật thành tiên siêu phàm. Thu vui đuốc tuệ qua đàm, phú thị tựu hứng lâm phàm diệt tiêu. Lượng trên vị đức dung nhiêu, hòa nhân độ thế chuộng chiều chúng sanh. Miệng đời giác ngộ đường lành, tình cân hồ điệp tu hành đạo chân. Đời vừa gặp lúc hạ quân, tan điền thương hải tuần quần dần xây. Thiên cơ khó nổi giấy bài, mãi duyên mới gặp đạo thầy kỳ ba. Ráng tu kịp hồi long qua trái, rồi một kiếp đọa xa muôn đời. Dẫu cho vật đổi sao dời, tu hành cùng đăng Phật trời chở che. Đàn đêm 23 tháng 7 năm Tân Tỵ 1941. Chiếu Minh, đàn Chợ Lớn. Thi: Cao băng đệ tử đắc thành công, đầy các nêu tên rõ mặt rồng. Giáo hóa từ xưa gìn trọn đạo, chủ truyền chiếu triệu một tay ông. Thầy mừng các con, thầy giáng thế lập nên một nền đại đạo, trước cho các bậc nguyên nhân giáng trần, luân hồi chuyển kiếp lẫn lộn cùng đời, chịu đủ các cảnh của đời tạo ra, hầu để chờ ngài thâu hành phận sự, để diều dắt toàn linh trở về căn xưa vị cũ. Duyên mai các con gặp đạo thầy, các con chớ sờn lòng nản chí, các con nên noi gương của các bậc tiên, du, liễu đạo, mà trì chí lập tâm kiên cố để theo thầy cho đến ngày cùng. Vậy, như trọng đây, trước cũng một nguyên nhân của thầy sai giáng phàm, ngày nay công đầy quả đủ, thầy hạ chiếu triệu đơn thơ thâu về nguyên vị. Thi: Dạy dần công phu đạo mới thành, rỡ ràng đệ tử của tam thanh. Luân hồi chuyển kiếp theo trần thế, thâu góp toàn linh chứng quả lạnh. Vậy ngày nay chiếu theo thiên luật, thầy hạ lệnh ân phong cho trọng là đại giác chân tiên. Thầy ban ơn cho giáng đàn nay cùng các con đạo lý thuyết minh, thầy thượng ỷ. Bần đạo mừng chư đạo hữu cả đàn. Thi: Đại chiếu ân ban sắc lệnh thầy, giác truyền thông thả
trở về Tây. Chân ngôn từ phụ vừa phân phán, tiếng Phật vui vầy một hồi say. Hữu mây kiếp lâm phàm mây kiếp xong, vẹn lời nguyện ước đặng thành công tu hành hằng giữ lòng kim thạch. Học đạo thường nói chi bá tầm, bi pháp đồ theo khuôn tạo hóa chân truyền hóa lại phép sư ông. Ngày nay công quả vừa viên mãn mừng đăng thiên đình sắc chỉ phong. Bài ngài thọ lãnh đơn thơ chiếu triều khiến tâm thân yếu yếu minh minh. Nay quận thầy mở khiếu linh dứt rồi cuộc thế ngọc kinh trở về. Chầu sư phụ sắc phế ban thường, hỏi quần tiên vui hưởng bản đào. Cánh nhàn mặc sức tiêu giao, phụng chầu hạt múa đón chào người xưa. Thu thanh nhà chiều trưa toại chi, cuộc nhàn du sơn thủy thích tình. Sen vàng đỡ gót khoe xinh, dạo chơi tử phu đồng đình khắp nơi. Sớm bồng đảo chiều về Tây Vực, cảnh thiên nhiên thơm nực mùi hương. Chỉ rành cảnh báo Tây Phương, ai người rõ lối kiếp bước trở về. Nhớ những lúc thầy phế tại thế, lập đàn tràng phổ tế chúng sanh. Cơ linh từ ấy lập thành, lần lần thầy chuyển nguyên sanh trở về. Nơi trước lý mượn đầy bí khuyết, chọn chư hiền chí thiết đạo tâm. Linh đài là chỗ cao thâm, là nơi linh diệu chỉ tầm đạo cao. Tạm một lúc rồi sao cùng dẹp, cho chư hiền biết phép của thầy. Phép thầy luân chuyển như vậy, bí truyền giáo hóa phân hai con đường. Chừng ấy mới tỏ tường chân giáo, bằng đạo đem bổn thảo ra truyền. Chỉ rành người tục phép tiên, hiểu rồi khá ráng cần chuyến đêm ngày. Đủ mọi lẽ tỏ bài khi trước, giữ in khuôn gắn bước đừng sai. Đạo thành chịu khổ nhiều ngày, đường tăng xưa cũng đánh cái muôn bề. Bần đạo đây hằng
nghe sư phụ để nhiều lời phụ dụ ban sơ. Khảo trần lâm lúc ngẩn ngơ, như đèn trước gió như cờ gặp giông. Nhưng khăng khít một lòng bền chắc, nhờ trên thầy thường nhắc lắm khi. Làm tôi với chúa trọn nghì, không tham sáng cả chẳng vì lời danh. Giữ đặng một chí thành lo đào, đến ngày cùng phương báo tay nương. Biết rằng đồng đạo mến thương, quá lành đã chứng Tây Phương phải về. Thuyền bát nhà đã kề sẵn bến, lấy quyền quán cầm đến Ngọc Kinh. Khách Tây Du mới thỏa tình, cổng viên quả mãn thiên đình thưởng ban. Thi Bồ Đào cảm giá tựu Tây Phương, ly rượu mừng chung chữ nghĩa phương. Tiếng tục từ đây xa lại cách, cơ màu sau sẽ tỏa nên chương. Bần đạo kiếu thăng. Đàn đêm 30 tháng 10 năm Đinh Sửu 1937. Cao đài Tiên Ông. Thầy mừng các con nam nữ, hôm nay do lòng thành của các con cùng chiếu theo luật công đức, thầy điểm hóa ban phong cho lành. Thi Ngọc lành chiếu cõi động đầu nguyên, dân các an vui cảnh lạc miền. Tiên thể tiêu diêu hồi vị cũ, nương nhờ hạnh phước đức thiên nhiên. Các con tịnh tâm tiếp điển, thầy cho đệ tử giáng, thầy thượng ỷ. Thi Ngọc Cát từ khi trở bước về, dân đài an thủ cũng là xuê. Tiên phàm hai nẻo ai người biết, nương đạo sống tu mới chẳng quên. Tôi mừng đạo tỷ, mừng chung chư hiền nam nữ. Đàn nay tôi xin phép thầy giáng để đôi lời hơn thiệt cùng chư đạo hữu. Trường Thiên xót vì nỗi đau đời chưa rõ, vui cho người biết bỏ phàm phu. Cuộc trần như đám mây mù, khi tan khi tụ công phu vững bền. Nương với đạo tuổi tên sẽ ràng, đức dung bồi cho hàng chữ tu. Cá kia còn đời quá cù, lão công nhọc sức ngàn thu mới toàn. Kỳ đại xa nam ban hữu phước, mỗi chân truyền gặp được là may.
Ấy ôi đành biết cao đài ráng tu cho kịp thiên thai trở về. Lòng tưởng chúa nên xa thế tục giữ y truyền nhịn nhục là hay. Công phu cần mẫn đêm ngày gọi nhuần ân đức ngày ngày đặng an. Con nước thuận mấy thoàn tân bầu vượt dòng khơi đến chỗ hướng nhàn là nhờ gắng sức đặng toàn kiếp kỳ mở hội Tây Phan trở về. Tôi mới giáng lần đầu vì đồng tử yếu thần, tôi chỉ bài chẳng đặng nhiều, sao rồi sẽ tiếp, tôi xin cứu thăng. Đàn đêm 30 tháng 5, năm Đinh Sửu 1937, cao đài Tiên Ông. Đạo rất khó, các con cần giữ đức tin cho cứng cát, thì muôn điều khảo đạo cũng dễ chống trả đặng. Các con tu hành phải giữ y lời truyền giáo, thời mới thấy chỗ nhiệm màu của đạo. Thi diêu đài hớn hở tháng ngày an, cung điện giàu ra tuệ chi nhàn. Ngọc lĩnh thầy ban ân tứ phước, nữ hiền trao luyện pháp quyền quang. Đó là phẩm vị của quýt, công trình khó khăn tu luyện cũng chẳng mấy nhiều. Tuy thầy ban phong nhưng còn phải lo tu bồi thêm công đức. Thầy cho chân linh của quýt giáng, thầy thượng ỷ. Tôi chào chư đạo huynh, đạo tỷ cùng đạo muội. Rất lành thay, đắc lệnh thầy giáng đàn để đôi lời trần tố. Lúc tôi còn ở thế, sớm gặp chân truyền, là vì bởi hữu căn, tu hành còn non, nhờ gặp kỳ đại ân xá, được thầy độ đem về. Nhưng bấy lâu nay, tu hồn rất khó, chư hiền còn nương với xác phàm. Ráng lo tu cho để mãn số chân linh còn non yếu rồi, thì tiếc như tôi đã muộn. Thi cung diêu gần mở hội bàn đào, ngọc chiếu trời nam vẽ trăng phao. Nữ tu nam thanh còn luyến thế, giảng trao lời mọn tình đồng bào. Trường Thiên trời mở lượng từ bi bác ấy, đem giống lành gieo đại năm châu. Cao đài cứu thế hồi đầu, lên thuyền bác nhà bể dâu tránh lần. Chánh nội thế tao tân vì thế, giữa lưới trần bồng bê cái sầu. Đêm ngày giọt lệ thâm bâu, đường dây oan trái buộc đầu trói chân. Thoái mê mỗi gây hờn chắc ngoan, mấy ai tường nẻo sáng đường mờ. Bốn tượng ràng buộc ngẩn ngơ, hao mòn thần khí mịt mờ tánh linh. Tranh đấu khỏi thất tình lục dục,
đem tinh thần ung đúc giống hoa. Chiều theo trước quỷ mưu tà trường tình gây lấy oan gia ích gì. Đời mong ao có chi là thiệt, nỗi đoạn trường tư biệt sanh ly. Ai người cùng xét càng suy, tầm đường chánh giác quý hồi đầu. Phương thoát khổ đạo màu sẵn có, người tri tri gắn bó tầm tu. Đem mình đến cảnh thanh u, thoát vòng tục lụy muốn thu hưởng nhàn. Vui chinh phẩm sen vàng miết mướt, nương mây lành rảo bước non thanh. Chim linh thành thoát trên cành, bảy hàng cây báo thanh thanh một màu. Hương ngạt mũi đồng đầu hoa nở, nghe đời linh thơ thới tinh thần. Biết mình lanh khỏi mê tân, lấp trời hương lấy muôn phần an vui. Chư đạo hữu hãy để tâm suy nghiệm. Thăng đàn đêm 30 mùng 1 tháng 11 Mậu Dần năm 1938. Chiếu Minh, Thảo Lư Đàn. Thi ngọc chiếu nam phương, lỗ ánh hồng hoàng minh đại đạo điểm thâm công. Thượng căn giác đắc truyền tâm pháp, để bổn quy hồi sắc tư đông. Thầy mừng các con. Giờ linh thầy giáng điển, bố hóa các con tu hành mau thành tựu, thầy ban ơn chung. Tu hành thì chờ ngày đắc quả, cũng như trồng cây thì chờ lúc sanh hoa trổ trái. Biết như vậy các con cứ bền lòng đi tới mãi, nài chi những sự trở gai là cơ tấn hóa. Các con nên để ý và hiểu thì yên tâm. Đàn nay thầy ân phong cho niệm là giác minh kim tiên, các con tiếp cầu thầy thượng ỷ. Thi giác khai chân lý đạo, minh tâm cơ quyền kiểm đơn tu phản chiếu, tiên thể phản quận nguyên. Mừng chư hiền hữu đã cùng nhau chia cách bấy chày, nay trở lại vui về hỷ hạ. Về tiên cảnh muôn ngàn thú lạ, nhớ tình xưa bương bả xin về. Đường đạo đức dễ bề điều độ. Phú lối văn trời thanh tịnh, cảnh bồng lai trăm hoa đua nở. Kìa tòa sen vàng rực rỡ, nọ lầu cát chấn trở huy hoàng. Ngồi tĩnh tâm trên chiếc bồ đoàn, tay lần hộp kim cang mà dưỡng an chân như bổn thể. Thoạt nhớ đến cuộc đời dâu bể, tai biến trong bụi tuần quần. Chảnh lòng từ bi thảm đoài cơn, hằng gián bút khuyên lơn cho đời thức tỉnh. Mượn điệu thi lối phú mà giải bài chân lý đạo, cho người ngâm kẻ vịnh.
hầu có chữa cái căn bệnh của kẻ tham nhiễm cuộc hồng trần. Bắt cầu vàng nối nhịp sông ngân, cho kẻ thế dời chân về chốn bồng lai nhược thủy. Kẻ hữu căn hữu phước cùng suy cạn nghĩ, khá lập chí lo tu luyện cho kịp hội kỳ. Long Hoa vốn là trường thi để chọn trang tu mi đạo cao đức cả. Người thượng trí rõ câu nhân quả, mau lo trả đặng có bươn bả về cõi u nhàn. Cảnh tạm này mai thảm chiều than, sao bằng chốn niết bàn hư vô tịch diệt. Phép đạo vốn hư hư thiệt thiệt, phải chi tâm mới biết đá vàng. Đạo cao đài đổ khách nam bang, thuyền bát nhã rước trang chí đức. Gươm trí huệ đêm ngày ra sức, mày cho thông mà đoạn dứt quan nghiệt buộc ràng. Cửa huỳnh kim lui tới dễ dàng, non khứu lãnh ở an ngài Phật. Người tu nhờ gặp nhiều cảnh éo le mới sửa đặng tánh mình. Vậy khá hiểu mà dè dặt, dầu gặp cảnh ngộ khó khăn buồn bã mà chẳng cho là khó là buồn, tức là dứt đặng tánh phàm tục. Gặp cảnh nghịch chứ cho rằng nghịch, nên lấy ơn mà báo oán, mới gọi đấng trượng phu người quân tử. Ban ơn chung chư hiền hữu. Thăng. Đàn đêm mùng 6 tháng 3 Ất Hợi 1935. Cao đài thượng đế. Thầy các con thi. Chánh lý đạo màu độ thiện căn, độ con nam nữ mỗi ân ban. Trên trăm thế kỷ hoàn nguyên lại, gắn chỉ khuyên lo mỗi đạo hằng. Các con, đạo đã mở, mối chánh đường tà lẫn lộn xen vào, ấy là cơ trời tiền định, phải ráng bền tâm vững bước trên đường đạo. Đêm nay huỳnh thầy cho đắc lệnh giáng đàn đúng giữa tý thời, các con tái cầu trường thiên cho hay cái chí tu hành đến ngày quý liệu phước lành thầy ban. Đạo tâm biết rõ đá vàng, huỳnh nay đắc chỉ thầy ban trở về. Các con xem thấy lời phê, thời mau lo liệu giải mê tánh trần. Thầy là tạo hóa cầm cân, dày công tu luyện hưởng phần công cao. Tứ ân các trẻ dồi trao, cũng tiên phản gia thiên tàu đề lai. Thầy ban ơn các con. Thăng. Tái cầu thi. Thiên hạ nào ai có biết ai, môn không tu luyện đạo cao đài, đế vương hữu đức bền cơ nghiệp, quân tử không phân đọa chẳng sai.
ngã. Nguyễn Văn Quỳnh, hồi gia mừng huynh đệ, mừng đạo niệm, mừng hồng, mừng các con nghe. Từ lánh thế theo thầy về Bạch Ngọc, lúc ấy thơ thới cảnh tiên, nhìn lại cõi trần rồi thêm chán ngán. Về Bạch Ngọc, vào làm lễ đại từ phụ, ân ban trở lại phận sự nơi thiên môn. Nay đúng bá nhật lai đàn thăm đạo hữu. Phú Lối Văn. Thiên khai huỳnh đạo địa tạo sơn hà, khai đại đồng tôn giáo kỳ ba, lập chánh lý chung hòa hiệp một. Đạo vô vi chỉ truyền dòng tốt, độ con người biết chúng tự sanh. Ráng lo tu ráng lập chí thành, xa vật chất công danh là mộng tường. Kia là cực lạc từ bi toại hường, khỏi tam đồ nghiệp chướng đầy xô. Vậy thì tua gắng chỉ cần lo, tỉnh giấc mộng cầm lại chiếc đò, nhắm tay thiên về trực chỉ. Đạo thì có độ nhân độ kỳ, theo vài tuần chân lý phân minh. Nhưng tiếc thay nhiều nỗi bất bình, vì đố kỵ vì danh sanh nghịch lần. Khuyên đạo hữu tu đừng hay dần, để quân thần diệu dần thông lưu. Tu cũng đừng hay ưu hay tường, thời ra vô một hướng cao thâm. Xuất chân thần diệu ẩn nơi thân, xem kẻ thế lỗi lầm đều biết. Thầy có giải đành rành tịch diệt, vậy ai tường nói thiệt ra nghe. Đạo thời tu cũng phải dạch dè, sống luận biện nên lề luật dài. Tịch diệt phải hư vô hiệp lại, đạo cao thanh một phải vô vi. Nghĩ cuộc đời rồi gẫm là hay, sanh ở thế cũng chẳng nài vì thế. Mượn xác thịt để làm diệu kế, nuôi chân thần ngưng bế luyện tu. Hằng ngày lo vận chuyển công phu, thành chánh quả ngao du cõi ngoài. Giả nam nữ thiên môn trở lại, nơi cõi trần trái phải mặc ai thăng. Đàn đêm mùng 6 tháng 3 Ất Hợi 1935, Cao Đài Thượng Đế. Thầy mừng các con nam nữ, đàn nay thầy ân phong cho quy vào hàng tiên tịch, chứng quả vị là Huệ Mạng Kim Tiên, và cho giáng đàn dạy các con tiếp cầu thầy thăng. Tiếp điển thi. Huệ Mạng ân phong
thọ chỉ quy, lai đàn tam hiệp tội gia kỳ. Tiền trình liễu đắc thiên đàng lộ, thị ngã bùi quang tánh tự quy. Hỷ chư đạo hữu, đạo ngày nay còn cậy có chư đạo hữu ở lại lo hoàn thành mà giúp thầy. Trường Thiên tiên rằng học đạo tu tiên, nói theo bước thánh chân hiền khi xưa. Nghe rằng là bậc thượng thừa bốn thời, chẳng xót chịu chưa đủ đầy. Thanh truyền thao lược sẵn tài, trong thời phục hổ ra ngoài giáng lâm. Rõ ràng là phép quyền công, luyện thành chánh hóa thần thông dồi dào. Khi thị thấp lúc lại cao, phân thanh khử trượt rõ màu hư không. Biết chăng lầm phải dặn lầm, thấy chi thời thấy đừng mong luận bàn. Tu như chân gió thời ân, hy sanh vì tấm lòng vàng háo sanh. Giúp cho loài vật đã đành, còn dùng phép đạo vẫn hành còn nguy. Ấy là đáng mặc tu trì, để đời biết tích mà ghi vào lòng. Nói về hai chữ hư không xét lại ở nơi lòng thì hay. Tôn sư đã dạy nhiều bài, đọa siêu cũng bởi nơi ai xét mình. Đạo màu tóm lại làm thinh cho trọn mới minh chân thần. Nếu tu sâm sở chịu tầng, rộn ràng trí não thì thần còn đâu. Thiên cung náo loạn thần hầu, trở dài e nỗi khó thôi phục về. Lỡ rồi bích lấp cung nay, ngũ hành vào đó sơn khê phải đành. Khuyên tu giữ trọn đức lành, có ngày huynh đệ cũng thành đạo cao. Bần đạo khuyên chư hiền hữu hãy vui vì đạo mà hiệp tác cộng hòa, lo phận sự. Trên tiên tịch đã nêu tên quỷ ma khảo thí, bần đạo mừng kỷ niệm bồ đào huynh đệ chung hưởng. Thi bản tiên thầy đã có ghi rồi, giữ chặt lòng vàng chớ thà trôi. Đạo đức đừng cho sơ sót mày, giữ gìn khẩu nghiệp khuyên đôi lời. Thăng đàn ngày 14-15 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, Chiếu Minh Đàn, trước tiết tàn thơ, cao đài tiên ông. Thầy mừng các con,
thầy miễn lễ, các con nghe dạy. Thầy hằng độ những con biết hạ mình và hay xét lỗi mình, mà không tự cao tự đại. Mến đạo chẳng rời đạo, một tiết cầm giữ lấy mối khẩu thọ tâm truyền của đạo thầy. Hầu khỏi rài chinh mai lệch, cho đạo thầy vĩnh viễn trường tồn. Được vậy, một là đời gặp đạo chánh, hai là các con gọi ân lành thì quý giá có chi bằng. Trường Thiên. Đạo cao thầy năm chủ quyền, thưởng ban những trẻ bổn nguyên chẳng rời. Nhất tâm gìn lấy đạo trời, tuân câu thiên mạng ý lời đinh ninh. Thanh liêm thường tập tánh tình, không khoe đạo đức ý mình như ai. Hằng nói giáo lý cao đài, giữ lòng thánh tình vợ hai chẳng bàn. Tháng ngày lo dứt dây oan, đạo đời hai lẽ quyết toán cho tròn. Đạo lo luyện đức lo bòn, trong hàng đệ tử đáng con thảo hiền. Hành chánh đạo giữ chân truyền, không lòng canh cãi mối viền vô vi. Vẹn gìn ngụ giới tam quy, một câu danh lợi không bì với ai. Ngày nay chứng vị liên đài, tên đệ minh quấn là ngài thiên phong. Chi hơn nhuần gọi ân hồng, thầy truyền dùng phép quyền công giảng đàn. Ngày nay là ngày thầy ân phong, cho minh quấn là đạo đức kim tiên. Vậy các con nên hiểu. Thăng. Tiếp điển thi. Đạo thành nhờ giữ đúng chân truyền, đức tốt không làm sai bổn nguyên. Kim thạch hằng gìn câu chánh niệm, tiên đài nay đặng tòa kim liên. Giờ nay bần đạo đã đắc lĩnh thầy giáng đàn mừng chư đạo hữu, và cũng có nhiều quan niệm về đạo đức. Từ ngày bần đạo được đơn thơ chiếu triệu về thầy đến nay, bần đạo mới rõ luật thiên đình chẳng riêng vị, một mãi không sai với người tội phước. Chư đạo hữu nên hiểu, người tu vào bậc đại thừa hành đúng chân truyền, chẳng trái lý đạo thì thầy điểm quá. Đến ngày lâm chung, đơn thơ chiếu hạ mới đặng chứng quả vị gần thầy. Còn người tu mà hay dụng tự ý, làm cho trái lẽ tự nhiên, hay sanh sự và tưởng sự quấy, là hai là phải, chẳng tuân thiên ý, dầu có tu cũng khó mong kết quả. Đến ngày lâm chung nguyên thần xuất được, mà chẳng có đơn thơ thì đâu về chứng quả đặng. Chừng ấy ăn năn đã muộn, phải chịu dưới quyền luật thưởng phạt của tạo hóa. Vậy chư đạo hữu phận sự hãy do theo chân truyền mà hành cho đúng lý thiên nhiên, ngoài những lời thầy truyền chẳng nên nghe. Vậy mới ngăn ngừa cơ đạo sau này khỏi sai tôn chỉ, bởi vì đạo thầy truyền xuống thế để độ những người nguyên nhân, nào phải độ kẻ
hóa nhân. Ấy là cơ tuyển độ. Nếu chư đạo hữu chẳng để cho thầy lừa lọc mà dùng tự ý độ kẻ hóa nhân, xen vào làm cho rối đạo sanh thêm điều khảo đạo, mượn lấy danh đạo mà làm cho nhơ đạo, vậy từ đây chư đạo hữu khá dè dặt cho khỏi trái ý thầy, thì sao khỏi ăn năn? Thi: Nỗi đạo vì đời phải đắn đo, thì sao cho đáng phần làm trò? Thà nương ngọn phương vô vi nhỏ, hơn phất cây cờ dục dầm to. Ông tàu sẵn gầy đường sáng suốt, xe trầm nên tranh nẻo công con. Vui buồn mét thoát đôi câu chuyện, hai vợ đừng chê chỉ gắn dò. Bần đạo hỷ chư đạo hữu thăng.